Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 3. Sáng ngày 19 tháng 3, tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thi cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng năm 2024. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó trưởng ban tổ chức. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội thi cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi cấp phòng tỉnh cao bằng năm 2024 là diễn đàn để đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng được thể hiện năng lực trí tuệ của mình, qua đó phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ có trình độ, phẩm chất, năng lực nổi trội có tư duy đổi mới, năng động sáng tạo để tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trước mắt và lâu dài cho tỉnh. Đồng thời đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng được giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo môi trường và động lực thúc đẩy cán bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, tích lũy kinh nghiệm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương cao bằng đây là nội dung hoàn toàn mới chưa có tiền lệ là lần đầu tiên tỉnh tổ chức do đó đồng chí đề nghị ban tổ chức hội thi cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện tốt chương trình và quy chế hội thi các đồng chí trong ban giám khảo làm việc công tâm khách quan để đánh giá chính xác kết quả hội thi vừa làm vừa rút kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh được thể hiện năng lực trí tuệ của mình đối với các thí sinh dự thi cần nắm rõ các quy định về thời gian thi nắm vững kiến thức bình tĩnh tự tin bước vào thi thật tốt các phần thi của mình với kết quả cao nhất tạo ra không khí thi đua tinh thần giao lưu học hỏi sôi nổi phấn khởi giữa các thí sinh Tham gia hội thi có 48 thí sinh là công chức viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương ở các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện được quy hoạch các chức danh phó trưởng ngành và tương đương trở lên ở cấp tỉnh, quy hoạch phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố, phó bí thư đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trở lên, tuổi đời không quá 45 tuổi. Các thí sinh trải qua hai vòng thi, vòng thứ nhất gồm hai nội dung: chấm điểm chương trình hành động của cá nhân theo chức danh quy hoạch và làm một bài thi viết dưới dạng tìm hiểu về kiến thức chung. Qua đó lựa chọn 15 thí sinh đạt điểm cao vào vòng thi thứ hai, thi thuyết trình về chương trình hành động của cá nhân, phản biện chương trình hành động và trả lời câu hỏi tình huống. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã chia thành hai phòng thi và thực hiện bài thi kiến thức chung. Sáng ngày 19 tháng 3, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ động thuế tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2023 và các giải pháp tăng cường thu ngân sách năm 2024. Tham dự có các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2023 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 2.080,5 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán của Bộ Tài chính, đạt 73,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, thu nội địa đạt 1.325,3 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán Bộ Tài chính, đạt 80,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tổng thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, sổ số, số, đạt 1.238,4 tỷ đồng, đạt 123% dự toán Bộ Tài chính, đạt trên 110% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh Giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 755 tỷ đồng, đạt 72,1% dự toán Bộ Tài chính, đạt 62,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, số nợ thu được 606 tỷ đồng. Cục thuế ban hành 695 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 68 quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, ban hành 7 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, hai văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng 1.478 lượt. Thực hiện 115 trên 108 cuộc thanh tra kiểm tra đạt 106,5% kế hoạch được giao, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế 1.719 hồ sơ. Tổng số tiền truy thu, truy hoàn kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 5,5 tỷ đồng, phạt 3,9 tỷ đồng, giảm lỗ 2,2 tỷ đồng, số tiền không được hoàn là 11 tỷ đồng, giảm khấu trừ 0,7 tỷ đồng, số tiền thuế điều chỉnh tăng 29,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 0,4 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 37,4 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất một số giải pháp tăng cường thu ngân sách như kiểm soát tốt nguồn thu phát sinh, tập trung đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ các chức năng quản lý thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, xử lý hiệu quả các khoản nợ động thuế chơi ỉ kéo dài qua nhiều năm, thực hiện tốt kế hoạch thanh tra kiểm tra thuế, truy thu thuế ẩn lậu xây dựng lộ trình cụ thể và thực hiện hiệu quả kế hoạch thu tiền sử dụng đất từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất gắn với bán tài sản trên đất, từ dự án phát triển đô thị, khai thác các nguồn thu còn dư địa tiềm năng để tăng thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán theo quyết định của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách 1.768,5 tỷ đồng và dự toán theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng thu ngân sách 1918 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2024. Ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ngành, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ động tỉnh, đề nghị các cấp ngành huyện thành phố đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giải pháp trong công tác thu ngân sách chống thất thu xử lý nợ động và tăng thu tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh cấp huyện sớm ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện phối hợp với cơ quan thuế chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá rượu sản xuất trong nước trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân đang hoạt động đặc biệt triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tiếp tục xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện xây dựng bản đồ số hộ kinh doanh ra soát cập nhật chuẩn hóa dữ liệu thông tin mỏ khoáng sản nhằm phục vụ triển khai chức năng bản đồ số mỏ khoáng sản thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm khai thác tăng thu chống thất thu ngân sách đặc biệt từ lĩnh vực đất đai thu từ chuyển mục đích sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản hoạt động khai thác khoáng sản phí cửa khẩu thuế xây dựng cơ bản kinh doanh vận tải thuế ngoài quốc doanh hộ kinh doanh sớm hoàn thiện và trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thu từ đất tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh với lộ trình cụ thể tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu các bộ phận các lĩnh vực nâng cao chất lượng quản lý khai thuế nộp thuế giám sát tình hình kê khai đôn đốc hướng dẫn các tổ chức cá nhân kê khai nộp kịp thời các khoản thuế phí lệ phí vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của luật quản lý thuế hạn chế nợ mới phát sinh chú trọng nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra kiểm tra và công tác quản lý đôn đốc thu hồi cưỡng chế nợ thuế và xử lý nợ động thuế Sáng ngày 19 tháng 3, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho 44 đại biểu là thành viên tổ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ cấp tỉnh, cán bộ phụ trách thanh tra cục và lãnh đạo chi cục thống kê các huyện, thành phố Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu phổ biến triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào các nội dung như thông tin về các thành viên hộ, xác định nhân khẩu thực tế thường trú, thông tin về di cư, nhà ở và điều kiện sống của hộ bên cạnh đó các điều tra viên giám sát viên cũng được giới thiệu về các loại phiếu điều tra phiếu thu thập thông tin đối với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ việt nam một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin xử lý và sử dụng số liệu điều tra hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm capi ghi phiếu điều tra điện tử sử dụng trang web tác nghiệp điều tra thảo luận trao đổi giải đáp các vướng mắc vấn đề có thể phát sinh trong thực tế điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ năm 2021-2025, xây dựng chính sách lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ năm 2026-2030, cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Theo kế hoạch, việc thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên với chủ đề Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Theo báo cáo lộ trình hướng tới phục hồi kinh tế bền vững, VBF khẳng định dù gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì được sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp nước ngoài đứng trong top 3 điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư phát biểu ý kiến khai mạc bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân có vai trò lớn trong thu hút vốn đầu tư công nghệ phương thức quản lý hiện đại mở rộng thị trường xuất khẩu được coi là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu Bộ trưởng nêu rõ nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh đối với tương lai đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Chiến lược đã xác định rõ tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. Với tiềm năng vị thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Bộ này cũng lưu ý trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các thương nhân báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan. Bộ Công Thương cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định Ngoài ra, tăng cường đôn đốc giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ, xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử. Hiện cả nước có khoảng 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, như vậy có gần 9.500 cửa hàng xăng dầu trên cả nước chiếm 55,8%, cần sớm thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng theo quy định của luật quản lý thuế. Cuộc chiến kiểm soát công nghệ lõi, công nghệ chip đang khiến các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm địa điểm đầu tư công nghệ cao. Tốc độ giải ngân của các dự án FDI tại Việt Nam đạt khá cao khi hai tháng qua vốn FDI thực hiện ước đạt 2,8 tỷ USD, cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua, điều này cho thấy nhu cầu đầu tư mới và mở rộng quy mô nhà xưởng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng như các tập đoàn công nghệ cao trên thế giới tiếp tục tăng tại Việt Nam. Đây cũng là nhận định mới đây của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Có được kết quả này là nhờ nhiều địa phương đã có sự chủ động cao trong thu hút dòng vốn này. Hai tháng qua, các dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên cả nước tăng trên 55% về số lượng và cao gấp hơn 2 lần về giá trị cho thấy chất lượng các dự án ngày càng tăng, nhất là các địa phương trọng điểm công nghiệp đã thu hút đến 75% số dự án mới. Cuộc chiến kiểm soát công nghệ lõi, công nghệ chip, đang khiến các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm địa điểm đầu tư công nghệ cao. Đây là cơ hội nhưng cũng là áp lực đòi hỏi sự sẵn sàng cũng như tính đồng bộ về hạ tầng và chính sách thu hút nhà đầu tư của Việt Nam. Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, hiện tượng Enino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính, với xác suất 75 đến 80%, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên biển Đông. Từ tháng 4 năm 2024, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại. Mưa nhỏ, mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa là tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1 đến 2 độ, có nơi cao hơn tháng 6 năm 2024 cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thông tin về các hiện tượng khí tượng thủy văn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 trong khoảng thời gian này, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 đến 6 cơn bão trên Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1 độ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7-8 tháng năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ có khả năng khô hạn duy trì trong tháng 7, tháng 8 năm 2024. Chuyển sang tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan Srit Tha Vizin mới đây đã cam kết giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố du lịch Chiang Mai. Đến thăm đô thị miền Bắc này, Thủ tướng Sritha Tha Vizin cam kết chính quyền Bangkok sẽ nỗ lực để khắc phục. Thủ tướng Thái Lan còn cho biết sẽ áp đặt chế tải đối với nông dân đốt rơm dạ. Chiang Mai là nơi có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới trong những ngày gần đây. Theo trang web Giám sát Không khí, chỉ số hạt bụi mịn PM2.5 của Chiang Mai vào cuối tuần qua tăng lên đến 224, tức cao gấp 20 lần so với ngưỡng an toàn đối với sức khỏe con người theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tháng 1 năm 2024, chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin đã phê duyệt đạo luật không khí sạch để giải quyết vấn đề này. Năm 2023, mức độ ô nhiễm tăng vọt từng khiến Chiang Mai mất đi sức hút trong mắt khách quốc tế. Hiệp hội khách sạn phía Bắc Thái Lan cũng cảnh báo về xu hướng hủy đặt phòng của du khách trong nước. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.